hiểu về phấn may và khuy khúc áo khoác nữ của thời trang thủy. Trời, cái màu này cũng là cái màu này, băng tô của mình này. Dạ đỏ mặc tốt đây. Màu này mình chia sẻ lên rồi mà mặc công nhận là nó quá đẹp chứ, cho nên là mọi người thích cũng rất là dễ hiểu. Vẫn là cổ măng tô, dáng măng tô dài một hàng cúc. Màu này quá đẹp, quá tây luôn. Cái chất liệu thì dày dặn vừa phải, co giãn rất là mạnh. Nên là mặc ôm cái kiểu cổ này vì nó rất là xinh nhá. Vừa phải mà rất xinh. Mình đang sử dụng cái phấn tiêu ấy. Phấn tiêu này mình lấy dấu thì nó sẽ không bị vấn đề vệ sinh công nghiệp ấy. Khi mình phá hơi vào là nó sẽ bay đi, nó sẽ không còn giữ lại trên sản phẩm nữa. Nên đặc biệt là sản phẩm của nhà mình ít khi có phấn ở trên bề mặt của vải lắm. Ít khi có phấn, để khi khách đôi khi nhá, cần gấp quá, mình chạy không kịp, sát nút quá và người ta mặc hơi ẩu một tí để mặc đi luôn ấy thì cũng được. Vì nó không còn lưu lại vết phấn ở trên sản phẩm thì người ta choàng, người ta giải quyết ngay, nếu có việc người ta phải đi đâu đấy luôn thì cũng còn ok. Và đảm bảo vệ sinh công nghiệp, bởi vì đôi khi có những cái phấn mà nó không đi được ấy. Thì nó lại giặt mà nó không đi được thì nó lại không an toàn. Dạ nhá, dạ bị co giãn. Cũng cổ măng tô hai hàng, rất là đẹp luôn ạ. Đối với dòng dạ dày này thì mình sẽ sử dụng, vì là cái chất liệu nó dày dặn ấy, mà cái măng tô dài như này ấy, thì mình sẽ dùng cái cúc dạng to để nó phù hợp với áo dạ dày như thế này. Cho nên là khi mình thủ khuy, mình sẽ phải thùa cái khuy rất là dài, và mình sẽ định lượng được là sử dụng cái cúc gì, mình sẽ tính chiều dài khuy. Và đối với lấy dấu hai hàng như này thì luôn luôn phải so nẹp nhá. So nẹp để cho nó đối xứng hai bên sau. Mình sang dấu như thế này thì nó sẽ đối xứng, khi mình cài cái nẹp nó sẽ đều nhau. Mình sẽ lấy dấu giới hạn chiều dài như thế này thì là thợ thủ khuy người ta sẽ phải chỉnh cái chiều dài. Đẹp lắm. Mặc cả vest được nha. Mặc kết được mà. Ví dụ cái này kể cả mình mặc vest bên trong á, mình mặc kết luôn, cái áo măng tô ra ngoài rất là đẹp luôn ấy. Nên là dạ không?